xin chào các bạn nhỏ đến với bài học nhận biết về chiếc thuyền thuyền là một loại phương tiện giao thông đường thủy dùng để chở người hàng hóa hoặc đi đánh bắt cá thuyền có thể được làm bằng nhiều loại vật liệu khác nhau như gỗ sắt nhựa composite thuyền. có những bộ phận chính sau đây thân thuyền là phần chính của thuyền có hình dáng khác nhau tùy theo loại thuyền cánh buồm là bộ phận giúp thuyền di chuyển nhờ sức gió cánh buồm thường được làm bằng vải hoặc bạt cánh buồm thuyền cột buồm là bộ phận đỡ cánh buồm, cột buồm thường được làm bằng gỗ hoặc sắt. Mái chèo là bộ phận giúp thuyền di chuyển nhờ sức người, mái chèo thường được làm bằng gỗ hoặc nhựa. Động cơ là bộ phận giúp thuyền di chuyển nhờ động cơ đốt trong hoặc động cơ điện. Động cơ thường được lắp đặt ở phía sau thuyền. Động cơ thuyền. Thuyền có nhiều loại khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng. Một số loại thuyền phổ biến gồm có: thuyền buồm là loại thuyền sử dụng sức gió để di chuyển. Thuyền buồm thường được sử dụng để đánh bắt cá, du lịch hoặc tham gia các cuộc đua thuyền buồm. Tàu thủy là loại thuyền lớn, được sử dụng để chở người, hàng hóa hoặc đi đánh bắt cá. Tàu thủy thường được trang bị động cơ mạnh mẽ để di chuyển trên biển. Thuyền máy là loại thuyền sử dụng động cơ để di chuyển. Thuyền máy thường được sử dụng để du lịch, giải trí hoặc đi lại trên sông, hồ. Thuyền nan là loại thuyền nhỏ, được làm bằng tre, nứa thuyền nan thường được sử dụng để đánh bắt cá ở các vùng sông nước thuyền đóng vai trò quan trọng trong đời sống của con người thuyền giúp con người di chuyển trên sông hồ biển từ đó tạo điều kiện cho giao thương du lịch đánh bắt cá và các hoạt động khác